Xin chào các bạn. Hôm nay Lê Vi Music sẽ hướng dẫn cho các bạn bài tiếp theo, đó là những phụ kiện đi kèm với guitar đệm hát. Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dụng cụ đầu tiên, đó là tuner ET33, có bán tại levimusic.vn hoặc là trang Facebook trung tâm âm nhạc Lê Vi. Đầu tiên chúng ta mở hộp ra, chúng ta lấy tuner ra, sau đó chúng ta lấy pin ra. Chúng ta nhìn phía sau này, chúng ta dỡ này lên, có một cái nắp, thì nắp này là nắp đậy pin. Chúng ta dùng ngón cái nhấn vào và rỉ ra. Sau đó chúng ta úp viên pin lại. Rồi bỏ vô, màu xanh là ok. Sau đó chúng ta đậy nắp lại, đẩy mạnh vào. Rồi, ở đây dụng cụ này chỉnh cho rất nhiều nhạc cụ ha. Chữ C là cho guitar, chữ G cho guitar, chữ B là cho guitar bass, chữ V là cho violin, và chữ cuối cùng, chữ U là cho ukulele. Bây giờ chúng ta nhấn, chúng ta giữ một chút là tắt. Chúng ta nhấn, chúng ta giữ một chút là lên. Sau đó chúng ta kẹp vào trong đầu đàn. Chúng ta đưa màn hình về hướng mình. Sau đó chúng ta nhấn nhẹ để chuyển qua chế độ G là guitar hoặc chữ C. Và chúng ta lần lượt chỉnh từng dây một. Đầu tiên chúng ta chỉnh dây số 1. E là dây mi. Chúng ta đánh tay phải, chúng ta dùng ngón cái đánh. Vừa đánh vừa nhìn lên màn hình. Nếu thấy cây kim hiện lên màu xanh và cây kim ở giữa hiện lên số 1, E là chính xác. Tiếp theo dây số 2, 2B màu xanh là ok. Tiếp theo dây số 3, 3G màu xanh ok. Tiếp theo dây số 4, 4D là 4R, cây kim ở giữa màu xanh ok. Tiếp theo la hơi yếu, chúng ta tăng lên chút, vừa đánh vừa tăng lên cho đến khi nào cây kim vô giữa là ok. Tiếp theo dây số 6, đó, chúng ta đánh vừa tăng. Nếu cây kim qua phải chứng tỏ dây chúng ta quá cao, đó, cao quá chúng ta sẽ hạ, vừa đánh vừa hạ, chúng ta sẽ thấy cái kim ở trong cái máy nó hạ dần, đó, cho đến khi nào cái kim lên màu xanh ở giữa là ok. Chúng ta đã có thành công 6 dây mi la re son si mi. Chúng ta kiểm tra lại lần nữa, mi ok, si ok, tăng lên chút, son chúng ta đánh phải đợi để máy hiện lên, re hơi yếu chúng ta tăng lên chút, rồi la ok, mi ok. Rồi chúng ta nhấn vô giữ nguyên một chút là sẽ tắt. Rồi dụng cụ tiếp theo đó là cabo. Cabo loại xịn, có bán tại levimusic.vn. Chúng ta gỡ ra. Mục đích của cabo là gì? Mục đích của cabo là để tăng giảm tông. Có những bài ví dụ đô thăng trưởng thì làm sao chúng ta chơi hơi khó đúng không? Đó, thì chúng ta vẫn chơi đô trưởng và chúng ta kẹp lên một ngăn. Chúng ta thấy không? Ở đây có cái ngăn đầu tiên thì chúng ta kẹp cabo vô ngăn. Và thường chúng ta sẽ kẹp sát phím đồng một chút xíu. Sát phím đồng. Đó, các bạn nhìn thấy không? Sát phím đồng như thế này. Đó, thì cái cabo nó ăn tốt hơn. Đó, ha. Và chúng ta chơi, vẫn chơi bình thường ở trên này. Đô trưởng. Đó, nếu mà chúng ta tăng lên một ngăn nữa, đó, thì âm thanh tông nó sẽ tiếp tục lên nửa cung nữa. Đó, ví dụ bình thường bài sâu tất cả, sâu tất cả vì lại trở về với nhau tựa như chưa bắt đầu. Đó, tâm như vậy. Có một bạn nó hát cảm thấy thấp quá mới nói với người mình là bạn ơi tăng lên cho tôi nửa tông đi. À, bây giờ chúng ta không thể nào chơi son thăng được, nó hơi khó. Chúng ta kẹp cabo vào một ngăn, tức là bây giờ tông của các bạn chơi là tông son thăng. Sau tất cả cao hơn, vì lại trở về với nhau
bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Bạn này không thích, ô cái giọng tôi phải hát cao hơn nữa, tăng lên nửa tông nữa. Hoặc là tăng lên nguyên tông thì sao? Lên 2 ngăn, cứ 1 ngăn như vậy là nửa tông. Cao lên. Quá cao là sâu tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sâu tất cả. Đó, mục đích của nó là như vậy ha. Tăng và ngoài ra còn giảm tông nữa ha. Ví dụ một bạn nữ nào đó cảm thấy cái tông đô trưởng cao quá thì mình làm sao? Đó, bây giờ chúng ta chơi ví dụ dưới đô là si chẳng hạn, son đi. À, mình sẽ chơi son, nhưng mà son thấp quá với bạn nữ, chúng ta sẽ tăng lên 2 ngăn chẳng hạn. Đó, 2 ngăn, ví dụ vậy ha. Đó, đô bình thường đó thì các bạn nữ sẽ hát thoải mái hơn. Tức là capo dùng để tăng giảm tông của bài hát, và tùy theo bài trong quá trình học các bạn sẽ được làm quen với nó kỹ hơn. Tiếp theo, một dụng cụ tiếp theo đó là chân đàn guitar. Chúng ta giữ đàn guitar thật là kỹ, chúng ta không thể nào dựng như thế này vô một cái vách như vậy, rất là dễ ngã và dẫn đến hỏng hóc guitar. Và guitar là đồ gỗ cho nên khi ngã xuống thì nó sẽ nứt, và nứt thì chúng ta không thể nào chỉnh sửa được hoặc công cần, rất là uổng, rất là tiếc, cho nên chúng ta phải kỹ. Vì vậy khi chúng ta tập luyện, chúng ta có thể khi không tập nữa, chúng ta có thể để cây guitar lên. Chân chữ A giúp giữ rất là thăng bằng và rất tốt. Đó, các bạn thấy không? Chân chữ A. Đó. Đó là một số dụng cụ của guitar đệm hát. Ngoài ra, nếu như có EQ thì các bạn thêm mua một dây dắt 6 ly, một đầu cắm vô trong lỗ đàn và một đầu cắm vô mixer. Vậy thôi. Rồi, bye bye các bạn.